cần câu cơm thì chắc chắn là phải độ đèn rồi, có sáng thì mới kiếm được nhiều tiền. Lưu ánh sáng cho xe tải K165, một cặp X-Line V20 phiên bản 2023. Ánh sáng cực kỳ ngon, nhưng vấn đề gặp ở đây phải ấy, là kính của xe là kính vân. Thành ra ánh sáng khi đi qua sẽ bị khuếch xạ. Vì vậy, em sẽ thay mặt kính cho xe này. Đồng thời, khi độ đèn, tất cả phải dùng dây chuyên dụng. Chắc chắn nhiều người sẽ thắc mắc, độ đèn xong mà bi thông thống như này nhìn xấu quá. Mọi người đợi chút nha. Sau khi lắp chụp như này đấy, rất đẹp.